Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Xe lăn trong tim khuất xa dần biết đâu tìm mưa thu bay bay. Ê, tâm trạng được vui. Em hát cái bài đó là có lý do á. Mình thì chạy xe ôm mà taxi nó giành khách rồi. Buồn dễ sợ. Thời buổi giờ thiệt nhiều khi á, tân tiến quá nó cũng mệt. Mà mình chạy xe ôm phải chịu thôi chứ giờ làm sao. Ê, khổ. Xe ôm mà giờ đi rao như bánh bò bánh tiêu vậy á. Ai xe ôm không? Xe ôm không? Ai đi? Xe ôm. Xe ôm. Dạ chào anh. Anh đi xe không anh? À, anh đi đâu? Đi xa. Đi xa. Tiền bạc sao anh? Không thành vấn đề. Dạ không thành vấn đề. Dạ vậy mời anh em lấy xe anh. Dạ. Đi đâu? Dạ. Anh mới nói em anh đi xa. Bộ muốn tưởng chở tao đi là dễ hả? Chứ sao anh? Cho tao hỏi một câu được không? Dạ được anh, trời ơi. Anh hỏi đi. Mày thấy gương mặt của tao sao? Đẹp, mặt anh đẹp lắm đó nha. Em coi phim Hàn Quốc quá trời luôn, mặt anh còn đẹp hơn mấy thằng quốc đó luôn. Mày nói lâu. Mày nói thẳng đi. Đừng có vòng vo gì đi, mày nói thẳng đi cái mặt tao sao? Mặt anh xấu chết mẹ luôn đó. Mặt anh á nhìn giống con chó Nhật đó. Diễn tả vậy luôn đó. Ê thẳng như vậy mày. Ủa sao anh bị em nói thẳng mà. Thẳng thì cũng thẳng từ từ thôi. Làm dạ, thẳng vậy. Dạ dạ vậy chứ ý mặt anh sao anh nói đại đi. Bình thường. Hả? Bình thường. À, mặt anh bình thường. Hay thấy là bình thường rồi đó. À, dạ, mời anh mặc bình thường à, lên xe nha. Em đi lấy xe. Đi đâu? Anh đi xa anh ha. Đâu phải muốn chở tao đi là dễ đâu. Ủa vậy ý anh sao? Cho tao hỏi một câu nữa được không? Dạ được anh. Dạ vui lòng khách đến, vui lòng khách đi mà. Mày thấy cái body tao sao? Hả? Giống người mẫu. Model. Anh giống model. À, đẹp, quá đẹp anh ơi. Nói lâu. Mày lâu. Mày cứ nói thẳng đi. Anh em mày cứ nói thẳng. Nói thẳng đi. Không chi gì mày phải sợ. Anh cho nói thẳng luôn hả? Thẳng đi. Nói thì không phải khen cha mẹ anh đẻ anh ra cái tướng bần chết mẹ luôn ha. Cái tướng này em nói thiệt với anh nha, không phải model mà cái tướng anh nhìn giống cái mò cao rồi thằng ơi. Nó tơi tả hết trơn, nó trời thấy ghê quá đi. Nít! Mày thẳng thì mày cũng thẳng từ từ thôi. Thẳng như vậy. Đâu biết anh thẳng với tôi thẳng như là sao giờ. Tôi đâu dám quẹo khúc nào đâu anh. Vậy chứ bây giờ tướng anh sao anh nói mẹ cho tôi nghe cho rồi đi. Bình thường. Bình thường. Lại bình thường. Dạ. Thôi được, mời anh tướng bình thường lên xe. Đi đâu? Đi xa đó. Đâu phải mày muốn chở tao đi là dễ đâu. Khó quá rồi đó nghe. Vậy chứ sao anh? Bây giờ tao hỏi mày một câu nữa nè. Anh hỏi lẹ lẹ đi chứ vợ con em nha. Nó đói nó chết luôn anh ơi. Em khổ dữ lắm à. Anh hỏi gì anh hỏi lại. Tại sao? Sao anh? Tại sao nãy giờ tao hỏi mày mà mày không hỏi tao? Bây giờ mày hỏi tao đi. Mày cứ hỏi thẳng. Mày hỏi cái gì mày hỏi. Hỏi đi. Hỏi đi. Anh cho hỏi thẳng luôn hả? Ừ. Em hỏi thẳng luôn nha. Ừ. Anh có bị điên không? Mày giỡn mặt với tao hả? Mày thẳng thì mày cũng thẳng từ từ thôi. Thôi vậy em hỏi mé mé. Em sẽ hỏi mé mé, em không hỏi thẳng nữa. À, anh chích ngừa chó dại chưa? Không vừa lòng luôn hả? Làm sao cho anh vừa lòng đấy? Thì
Đại khái thí dụ cho bây giờ mày hỏi tao là tình yêu được á. Thì thà vậy đi, anh nói mẹ vậy cho tôi dễ hỏi đi, anh cứ dầm vo hoài. Bây giờ tao hỏi vậy là anh có người yêu chưa? Khóc vậy là chưa có người yêu rồi. Có rồi mà. Anh có rồi, anh vui, anh xúc động. Vậy là anh có người yêu rồi. Sao thay đổi thời tiết nhanh quá vậy? Hạnh phúc quá hả anh? Chia tay rồi. Chia tay. Em hiểu tại sao anh. Dạ. Ê, giờ đi ha anh ha. Hỏi rồi, em hỏi anh rồi, giờ đi được ha anh ha. Đi được chưa? Sao vậy? Đi đâu? Đi xa. Đâu phải mày muốn chở tao đi là dễ đâu. Chứ sao nữa? Rung rồi đó nha, em rung rồi, em bắt đầu rung rồi đó. Sao? Mày biết cầu Bình Triệu không? Biết anh, trời ơi, dân xeo em không biết cầu Bình Triệu, biết anh. Mày biết cầu ông Lãnh không? Dạ biết, trời ơi, gần chỗ em luôn. Thì mày có biết kế cầu ông Lãnh là có cái cầu chữ Y không? Dạ biết. Mà hình như gần cái cầu chữ Y nó có cái cầu Chà Già. Dạ đúng. Mày anh... chở tao xuống cầu Cần Thơ đi. Anh quăng lụ đạn xa quá nha anh. Anh quăng xa lắm á, chứ không phải gần đâu nha. Thôi được, giờ chở anh xuống cầu Cần Thơ cũng được. Nhưng mà bây giờ tôi nói anh nghe, cái cầu Cần Thơ nó nối hai cái tỉnh lần á. Một là cái Vĩnh Long. Đầu cầu bên này là Vĩnh Long nha, đầu cầu bên kia là Cần Thơ. Anh muốn xuống bên Vĩnh Long là tiền khác, mà qua Cần Thơ là túi tính tiền khác. Tao xuống giữa cầu. Anh ơi, em hỏi anh thiệt nha, thực sự ra đâu có ai ở giữa cầu đâu, ở giữa cầu cái sông mà. Anh ở nhà đó với ai? Tao đâu có đi tìm nhà. Chứ anh làm gì? Tao đi xa. Đi xa? Tao muốn bước lên cầu. Muốn bước lên cầu? Sau đó, tao bước lên thành cầu. Bước lên thành cầu chi anh? Tao giang tay ra. Giang tay ra chi? Nói tao to chút coi. Tao hít thở. Tập thể dục. Sau đó tao reo lên 3 tiếng. Anh yêu em. Không, vĩnh biệt em. Rồi sao nữa? Sau đó tao lộn xuống dưới, tao mằn tồn mấy vòng, sau đó tao chúi xuống. Mày thấy cái chết tao có đẹp không? Đẹp, chết đẹp lắm à. Có lãng mạn không? Lãng nhất rồi. Nhưng mà tôi nói anh nghe, bây giờ tôi chở anh lên cầu cũng được. Anh nhảy xuống đó rồi lỡ có ai thấy tôi chở anh lên đó tưởng tôi đạp anh xuống. Vậy cái chết của anh ai chịu trách nhiệm? Thì mày... Nó có vô duyên vậy? Thôi bây giờ vậy tôi nói anh nghe. Dạ. Tôi khổ lắm. Tôi khổ tôi mới chạy xe ôm. Bây giờ tôi lại anh nè. Giờ anh muốn gì tôi lại anh hết. Tôi giờ tôi cho tiền anh đi xe khác giùm tôi được không? Mày khi dễ cái mặt tao hả? Thế bây giờ tôi khổ quá à. Tao tức là từ hồi sáng tới bây giờ tao đi gặp 10 thằng xe ôm, trong đó mày là cái thằng thứ 11. Mà 10 cái thằng kia không bao giờ thằng nào chịu chở tao. Con mình mày chở. Em tao. Hiểu, em hiểu tại sao 10 thằng kia nó không chở anh rồi. Em hiểu rồi, là tại vì em gặp hoàn cảnh giống như nó. Em mới biết là 10 thằng đó với lại em là tại vì tụi em khùng nên không chở anh. Anh tỉnh quá, không ai dám chở. Hả, vậy thôi ha. Vậy đi. Dạ, anh đi đi. Tạm biệt mày. Dạ, chúc anh thường lộ bình tĩnh. Dạ. Nhớ đó nha. Dạ. Không phải chở tôi đi là dễ đâu nha. Em biết rồi. Dạ. Xe ôm chở anh không được đâu. Chỉ có xe mà có rồng, có phụng mà màu đen, màu trắng đó. Chở anh. Dạ. Nhớ đó nha. Dạ, em nhớ rồi anh. Sơn. Ơi. Dạ. Cho hỏi câu được không? Ơi, mày đi đi. Cái thằng xe ôm mày chạy đi. Không có, em ra hiệu nó vậy thôi. Nhớ đó nhờ. Em biết rồi. Dạ không có, em bình tĩnh. Dạ. Sao xui dữ vậy?
Hồi sáng giờ không có khách, đốt phong long 2 lần rồi. Bây giờ vô đốt xe. Xui như quỷ. Xe ôm mà gặp cái gì đâu không? Xe ôm. Có khách. Có phải xe ôm không? Có xe ôm anh ơi. Ừ. Ừ anh. Chào anh. Ừ. Anh muốn đi xe ôm anh? Ừ. Dạ, à, anh muốn đi đâu anh? Đi xa lắm. Xa. Ôi, con vàng dai đừng cho con gặp giống hồi nãy nữa. Trời ơi, nó biểu con trở xuống Tú Cầu Mỹ Thuận nữa là. À, tiền bạc sao anh? Không thành vấn đề. Nhưng mà trước khi đi á, cho tao hỏi mẹ một câu. Hả? Giờ bữa nay nó xả ra nhiều dữ vậy. Ê, dạ anh hỏi đi anh. Anh cần một lực lượng xe ôm hùng hậu. Mày có chừng 20 chiếc không? Anh cần 20 chiếc hả? À. Trời em chút. Trời ơi tưởng anh ra hỏi là cái body anh sao. Được cái này thì được. Alo. À Dũng Dũng. Ta cần 20 chiếc xe. Ờ, 19 chiếc thôi, 19 chiếc. Bậy, 20 chứ không phải 19. Dạ không, em kêu nó tới 19 với em nó là 20. Chứ lỡ nó tới 20 anh bỏ em sao anh? Đúng, đúng. Dạ. Anh hứa không có bỏ rơi mày. Dạ, dạ. 20 chiếc. Ờ, chắc là đám cưới đám hỏi gì á. Người ta thích lạ mà. Ờ, vậy nha. Rồi, 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 rồi. Anh. Sao? 15 phút nữa. 15 phút nữa tới phải không? Dạ đúng rồi. Chờ anh chút mình kêu bạn anh. Dạ em chờ. Trung Ánh ơi. Vậy khỏe rồi. Ui gặp gì đâu không. Bây giờ là ok rồi đó. Alo. Mày hả? Ừ. Đang ở đâu? À ở còn ở quán bà Ba Mập phải không? Được rồi ở đó chờ ra ha. 15 phút nữa tao kéo 15 thằng chơi khô máy mày luôn. Sao? Tao là giang hồ đổ máu chứ không đổ lệ. Thấy chưa? Mày không tính tao cái gì? Hả? Nói chuyện với đàn anh tao nè. Nói chuyện đi. Nói. Alo. Dạ đúng rồi. À, em à, em ảnh à. Bên em hả? Bên em 20 thằng. Sao anh? Ủa bên anh có 15 thằng hả? Chợ 15 thằng kêu 20 chi trời. Tốn tiền. Sao? À, Nam Nhi Đại Trung Phu hả? Dạ, giang hồ đổ máu không đổ đổ lệ. Dạ, không muốn chơi sao chơi à? Dạ, quýnh chết mẹ em hả? Ủa anh sao sao tự nhiên ông đòi quýnh chết mẹ em à? Mày biết đi đâu không? Đi đâu? Đi chém lộn chứ gì đâu. Cái gì? À. À anh kêu xe ôm tới rặn chém lộn với người ta. Chứ sao? À anh rảnh quá. Tự nhiên sao đi chém lộn mắc mới gây chuyện người ta kia. Nó xúc phạm anh. Nó làm gì xúc phạm anh? Nó đang ngồi trong quán bà Ba Mập. Anh đi bộ tới anh gặp anh lịch sự anh giơ tay anh chào nó. Nó không chào lại thôi. À mà con nhìn anh nó làm gì nè. Mà kế anh có con chó. Em không hiểu hả? Anh đứng ra ha. Con chó kế bên. Chó kế bên. Nó làm gì nè. Thầy ghét không? Ai vậy? Thằng Bảy Lé. Nó nhìn anh nè. Mà nó chửi anh là chó không? Xúc phạm anh. Anh à, em nói anh nghe nè. Gì? Anh ơi có thể là có sự hiểu lầm gì không? Không hiểu lầm gì chứ à, anh điện thoại cho cái người đó em nói chuyện được không? Được rồi. Dạ coi chừng hiểu lầm. Tao kết mày rồi đó. Dạ. Ừ. Nói đi. À ông tên gì? Bảy Lé. À. Alo. À, anh Bảy Lé, anh Bảy Lé. Em lên xe ôm. Hả đàn em của ai hả? Đàn em của ai? Tài chó điên. Tài. Đàn em của tài chó điên. Mà có chuyện gì không anh Bảy Lé ơi? Tại hả sao?
Anh ghét ai kêu anh bị lé lắm hả? Em xin lỗi anh, tại em đâu biết tên. Tại anh nói vậy á. Anh Tài nói anh tên bị lé, em mới nói là tên bị lé chứ. Mà em hỏi thiệt anh có lé không? Ủa có lé thiệt luôn hả? Thì anh lé, người ta kêu lé chứ có gì đâu, đâu sao đâu. Cái đó đâu có gì đâu. Cái đó giống như từ chơi, nói chơi mà. Lâu thì mình lé, nói mình lé chứ có gì đâu. Thì giống như nếu mà mình lé thì mình chấp nhận mình lé đúng không? Mà chết mẹ, ông lên 30 thằng rồi. Cái gì? Ông nói ông ghét ai kêu ông lé, xong rồi em cứ lé. Em lên 10 lần lé, cầm lên 10 thằng. Thằng này lâu cá thiệt. Ê, bé lé. Cái gì? Mày lên 31 thằng hả? Tao nói chuyện với thằng em thôi rồi, mày tính ra mày. Cái chết hả? Được rồi, ở đây đi. 31 thằng hả? Yên tâm, 31 thằng không thành vấn đề. Mày kêu cho anh thêm 20 thằng nữa, mình kéo 4 thằng ba chơi 31 thằng đó. Anh ơi, xe ôm đâu nhiều dữ rồi. Kêu đi. Chết rồi. Nãy gặp thằng điên, bây giờ gặp thêm con chó điên này nữa. Chết tôi. Xui vô quỷ. Đi không coi ngày luôn. Alo Dũng hả? Dũng, kêu người tao 20 thằng nữa đi. Đi chém lộn. Ai biết hả? Sao mày chửi tao rảnh hả? Tụi bay bận hết rồi hả? Vậy thôi, để tao giải quyết cho. Nhắn với má tao là xuân này con không về nha. Sao? Anh ơi, xin lỗi anh. Xin lỗi gì? Bạn em bận hết rồi. Cái gì? Bận hết. Tụi bận cái gì? Bận hết rồi. Tại vì lễ mà. Thành thử đứa chở má nó đi coi bóng đá. Đứa chở chị nó đi siêu thị. Đứa chở anh nó đi đá banh. Đứa chở chú nó đi bú. Cái gì? Cái gì? Chú nó đi sở thú. Đứa chở bà vú đi cho con nó bú. Bận hết. Mày đừng có xạo nha. Bận thiệt không? Bận thiệt rồi, hết rồi. Mày léo mép lên nha mày. Không thiệt bận. Nói hồi giá mày nói là tao dẫn con đi lượm lon lắm à. Hả? Không có. Hay là mày dẫn tao đi mua dép Lào? Không có. Bận hết rồi. Bận thiệt không? Dạ, anh đi kêu khác đi nha. Ừ, được rồi. Tao tính gì? Hay là... Được rồi, cho tao chút. Tao không bỏ rơi mày đâu. Nãy vô tao thấy mày, tao kết mày rồi đó. Em lại anh bỏ rồi em đi. Không, mày nói vậy tao tự ái nha mày. Thôi. Nghe, không được nói vậy. Dạ, anh đừng... buồn đó. Dạ, anh đừng cắn em là được rồi. Không biết có ngày nay. Alo. Không biết có hôm nay. Alo. À, mày é hả? Tao nói é chứ phải lé nha mày. Mày lên 30 mấy thằng hả? Được rồi. Mày 30 mấy thằng với mày á, ở đó chờ đi. Một lát, tao với đàn em tao qua. Chơi hết tụi bay, chơi khôn máu tụi luôn. Vậy đi. Ai mà chơi? Có ai là mà chơi? Anh với mày. Hai thằng chơi 30 mấy thằng đó luôn. Em có đi học. Sao? Hồi xưa cô em nói là số 2 á, nó nhỏ thua số 30 mấy, 10 mấy lần á. Mày nhát quá, mày cứ nghe lời anh mày. Lấy xe, chở tao đi. Anh ơi. Mày làm cái gì vậy? Máy xe chưa nổ là em đã nổ trước nó rồi. Ôi, mày nhát quá thì không biết nữa. Bây giờ đổi cách khác đi anh, chơi kiểu này chết em rồi. Thôi được rồi, để anh tính chưa? Bây giờ vậy, anh sẽ kêu đàn em tới tăng cường. Dạ, dạ, được á. Trong thời gian chờ đợi, dạ, mày lấy chiếc xe. Dạ. Chạy qua quán bà Ba Mập. Dạ. Mày vô mày chỉ mặt từng thằng. Mày chỉ mặt 31 thằng đó. Rồi mày chỉ thẳng nhặt thằng bảy lé. Mày nói, tao linh xe ôm, đàn em của Tài Châu Điên, một mình tao chấp hết. Đi đi. Bây giờ em qua quán bà Ba Mập. Ừ. Em chỉ vô mặt từng thằng. Ừ. Em sẽ hô to lên là tao là thằng linh xe ôm. Ừ. Em của thằng Tài Chó Điên, một mình tao chấp hết. Anh ơi, tụi nó mẻ dao hết.
nó chém mày mẹ già hết. Trước khi anh đi, có gì anh cho em biết bữa nay ngày mấy? Chứ vậy? Để ba má em biết làm đám giỗ. Thôi, bây giờ mày chém lộn mà mày nhát có vậy? Không, em cái máu em nhát lắm. Bây giờ vậy nè, em chỉ anh. Sao? Bây giờ để em đứng lên em chờ đàn em anh cho. À. Rồi anh qua bên quán bà Ba Mạch trước đi. Rồi sao? Xong rồi anh chỉ vô mặt Tường Hằng. Mặt anh giữ anh. Anh phải giữ anh. Ừ. Giữ như con chó vậy đó. Tao là thằng Tài Tô Đen. À. Đàn em của thằng Linh xe ôm. Đàn anh? Đàn anh của Linh không? Xe ôm. Một mình tao chấp hết. Rồi cho địa chỉ nhà ba má anh. Chị vậy? Em sẽ dẫn hai ông bà đi hốt cốt anh. Tại vì cốt của anh nó không nằm một chỗ mà nó sẽ văng mỗi nơi mỗi khúc. Chỉ có một mình em nhớ mà thôi. Mày giỡn mặt hả mày? Giỡn mặt cái gì? Bây giờ mày chơi không? Mày chơi với tao luôn nè. Má tao không quýnh mày, tao con mày đó. Mày chơi không? Cái gì vậy? Mày chơi với tao không? Hả? À, mày ăn no mày rửng mỡ hả? Cái gì mày điên hả mày? Người ta nhìn lầm con chó, người ta kêu con chó mắc mớ tới mày. Hả? À, mắc mớ tới mày, mày nổi xung mày đòi quýnh người ta. Hả? À, giờ mày chơi với tao không? Tao đập mày luôn hả? À. Thôi mà. Thà tao chết ở đây chứ tao đâu ngu tới rẳng cho nó chém mỗi nơi mỗi khúc. Thôi. Đồ khùng. Thôi bình tĩnh lại đi. Tại vì nãy tao nói thiệt cái mày á, tao đi trên đường gặp nó, tao thử nó không phải là giang hồ, tao mới hù đó thôi. Ừ. Nhưng mà giờ mày nói vậy thì tao tỉnh ngộ rồi. Tao sẽ hứa là tao bỏ qua chuyện đó. Mày đặt à. Không phải là giang hồ, thôi đi mày đặt hăng máu làm gì. Mày ăn no cho mập rồi mỡ mày dư rồi mày thừa rồi mày lên máu rồi mày sung hả? Mày đặt mày đi lấy số cho người ta. Mày lấy số không tao đưa cho, cái số chạy hòm kìa. Thôi, được rồi, thôi bỏ qua ha. Ừ. Được rồi, thôi, bây giờ... Thôi đi đi, cho ta làm ăn. Rồi, cảm ơn nha. Chứ gì đâu, bực mình, tưởng nó trúng cái khách xịn, cuối cùng đồ tàu lao. Cái gì? Đi thật đâu? Đi đâu? Là đem chém chết chết mẹ này cho tao. Thằng nào? Thằng đàn em của thằng bé lé. Hôm nay tao gặp tao chào, tao lịch sự, tao xin lỗi đó. Nó không bỏ qua, nó còn cười khi dễ tao mày. Nó cười sao? Nó là đứa nào? Thằng Chính Hồ. Mất dạy, người ta hô kệ cha ra đây. Mất mới ảnh hưởng tới mày. Mày muốn lấy số nữa hả? Tao dẫm mày luôn đó. Thôi 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 đi. Mày đi nhanh vậy. Cho hỏi một câu được không? Mày đi đi nha, mày hỏi câu gì? Hết chưa? Hết rồi. Chào khán giả đi rồi vô. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Và thay mặt cho Khoa Nguyễn và anh Chí Tài gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị. Đến nay nơi thâm sâu âm u, từng cơn gió lùa bên muôn cây reo vi vu, tựa như tiếng than van bao đau thương miên man suốt trong đêm trường 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 trường. Trên không gian mênh mang mây đen tìm nhau kéo về âm 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 âm, từng cơn bão bùng bao la vây quanh bên anh, nghĩa trang lạnh lùng 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 lùng. Cái nhà này thấy ghê thiệt. Không khí đã ma quái, để nhạc còn quái ma. Cười mà còn có bị sặc nữa chứ. Pháp sư Trần Phiêu Diêu chuyên gọi hồn người chết và điều khiển âm binh. Đúng đây rồi. Ông hẹn mình 10 giờ sáng rồi mà sao không thấy ai hết trơn rồi. Alo. Alo. Tôi đây. Vâng. Chờ một tí nha. Dạ, chờ dạ, một tí. Alo, bà chị đấy hả?
Vâng, em đây Phiêu Diêu đây. Vâng, em nghe bà chị sắp đi chợ, em tính gửi bà chị số là hôm nay có khách em không đi chợ được bà chị ạ. À, vâng, thế hôm nay chị biết rồi, ôi rồi ăn thịt ăn mỡ nhiều lắm rồi, giá là hôm nay ngày rằm, có gì chị mua hộ em hũ chào nhá. Vâng, dạ, em tính làm món vịt nấu chào. Vâng, cảm ơn bà chị nhá. Vâng, chào. Cái gì mà vào nhà na ầm ý nên thế hở? Dạ, chào thầy. À, thầy đây chắc là Pháp Sư Trần Phiêu Diêu. Thế mà nhìn tướng thì không biết à? Nó mỏng thế này thì mới phiêu diêu khắp nơi được chứ. Dạ. Chỉ cần gió thoáng một cái là từ đây đến San Francisco. Để phiêu diêu khắp nơi để cứu nhân độ thế mà. Dạ. Thế đi đây có việc gì? Dạ vậy mà còn con nghe tên thầy con tưởng thầy sắp phiêu diêu miền cực lạc. Ôi vả vào cái mồm anh này nói vớ vẩn. Dạ à, con nghe đồn là thầy gọi hồn người chết về dương gian có đúng không thầy? Khi anh đã nghe đồn tức là đã có rồi người ta mới đồn, hiểu dạ. không? Chứ đâu có ai mà dư thừa, chả ai biết tôi là ai lại đồn làm gì. Dạ. Đây này tôi nói cho anh nghe, cái chuyện đấy là chuyện của tôi. Dạ. Nghề đấy là nghề của tôi. Dạ. Tôi nói thật với anh người phàm mắt thịt anh làm sao mà thấy được, chỉ có cao tay ấn như tôi thì tôi mới thấy. Đây không phải là bình thường, cái nhà này bình thường như thế này anh thấy lặng lẽ như thế mà ma nó đứng đầy xung quanh anh. Ghê quá vậy thầy. Thầy nói nghe ớn quá. Nhà thầy nhiều ma, hèn gì nãy con bước vô đó con nghe lạnh quá. Mày đứng ngay cái máy lạnh nó xỉa xuống mày thì không lạnh à? Ma thì ma chứ làm gì có chuyện mà lạnh vì ma gớm. Này, nhưng mà tôi nói anh nghe, nhiều khi anh nhìn anh không biết đâu nhá. Mà đôi khi nó, đây tôi làm bạn với ma nhiều quá gớm, ngày nào cũng gọi hồn nó lên. Thế bây giờ tôi nhìn anh tôi tưởng anh chả biết anh là người hay ma. Thông cảm. Con là người, ma đâu có mập như con. Nói thiệt con nghe nhiều người nói lắm rồi à, thầy gọi hồn được người chết cho nên bữa nay con không có tin. Bữa nay con tới kiếm thầy để coi có đúng không vậy mà. Không tin thì anh cũng phải tin thôi. Tôi nói thật với anh, nếu không có việc mà người chết trở về được thì ông Quốc Dũng ông đã không viết bài Người Về Từ Lòng Đất. Rồi nếu không có hồn trở về được và mình đến mà mình không đi thì ông Trịnh Công Sơn ông đã không viết là Một Cõi Đi Về. Thế anh biết cái Một Cõi Đi Về ấy là đi về đâu không? Dạ về đâu thầy? Ốt Hiêu. Nghĩa đi à chứ đâu. Đấy có đi là phải có về, đi mà ở luôn thì ai mà nuôi cho nổi. Đấy thế phải có đi phải về. Dạ thầy thầy. Thầy còn sai được cả âm binh nữa phải không thầy? Ôi, cái đấy thì còn phải nói gớm. Âm là gì? Âm là dưới. Binh là gì? Binh là lính. Âm binh là lính dưới. Thế mà là lính dưới thì phải có người trên khiển nó thì nó mới làm được đúng không? Yeah. Tôi là người trên của nó. Chính vì điều đấy tôi đã sai được nó. Anh biết không, cái dạo mà Mỹ đánh Iraq. Yeah. CIA mời tôi. Trời ơi. Khiển âm binh. Tôi khiển bọn âm binh nhà tôi sai đi một đoàn. Nó vào đến tận dinh Saddam Hussein. Gớm anh biết nó ngồi nó nghe hết tất cả về những cái mà chiến lược quân sự của Saddam Hussein. Trời ơi, nói vậy thì Mỹ có lợi quá phải không thầy? Lợi mẹ gì đâu. Ủa sao kỳ vậy? Mấy đứa nó đi về tay không hết. Ủa, sao vậy? Trước khi đi nó có học tiếng Iraq đâu mà nó hiểu. Này. Thế hôm nay anh đến đây, anh đến đây là anh nhờ tôi làm việc cho anh hay là anh điều tra tôi đấy? Dạ, con đâu có dám. Con tới đây là có chuyện quan trọng, nhờ thầy làm phước giúp giùm con. Việc gì? Dạ. Thế anh tên gì? Dạ, con tên Đức. Anh Đức mà hôm qua gọi điện cho tôi bảo là vợ đi câu ở hồ Sang Phăng xong mất tích luôn không về vậy? Dạ đúng rồi à, tội nghiệp vợ con lắm. Tính nhờ thầy gọi hồn vợ con về à, thầy mà làm được á cam đoan con sẽ hậu tạ thầy. Này tôi nói anh nghe, tôi mặc dù tôi nghèo thật không có gì, thế nào không, không có gì, bình thường không có gì, không có ăn nó mới gầy thế này.
Nhưng tôi đã làm phước thì không nói đến tiền. Lô ma lì, ok? Dạ. Lô ma lì. Đại khái là tôi giúp anh thôi. Còn đến cửa thánh mà anh đã nói như thế, anh là phạm thượng, hiểu không? Thôi cứ ngồi lên đây. Ngồi lên đây rồi bàn việc với tôi. Rồi muốn gì tôi sẽ giúp cho. Dạ. Ừ. Trời ơi. Mang vớ vào, mang vớ vào. Sao vậy thầy? Cái này cũng 15 ngày chưa giặt phải không? Mang vào, cứ tự nhiên. Tôi đã mang đến đây thì còn việc gì phải tháo ra. Mang vào, mất vệ sinh. Còn không có cố tình nói như vậy. Tại con không biết, cho nên con mới nói là thầy nghĩ vậy chứ con không phải là con không tin thầy. Đó. Súng rồi. Nó thòng quá thầy. Tại mình cũng làm thiện nhiều quá sợ nó bắn. Này, thế à, con là đứa nào đây? Thầy không nhớ con sao? Đứa nào nhỉ? Tuần trước mẹ con có đến đây. Thế mẹ con đến đây có dắt con đi không? Dạ, không. Ủa? Con quên. Mẹ nó không đến đây không có dắt nó đi mà nó hỏi tôi nhớ nó không. Mẹ con có nhờ thầy gọi hồn bố con về để mẹ con gặp. Trời ơi, mẹ con mừng lắm. Để tỏ lòng biết ơn thầy, hôm nay sai con sang biếu thầy một chút quà. Thầy làm là thầy chỉ làm phước, mẹ mày quà cáp làm gì nhá? Đem quà cáp làm gì mà to thế hả con? Đâu có gì đâu thầy. Trong này chỉ có mỗi cái đồng hồ Rolex. Chỉ có 26.000 đô chứ mấy. Trời ơi, 26.000 đô mà nó không có gì. Chắc hàng này con tỷ phú hả thầy? Nói cho anh nghe, tỷ hay không thì không biết. Before đó thì tôi không biết. Nhưng after I know. You know? Yes, I know. Dù biết như thế nào không, là tại thế này này. Mẹ nó đến đây nhờ gọi hồn bố nó về. Yeah. Ê, thêm một tháng bà đến 4 lần. Yeah. Y như rằng 4 tuần bà trúng chút bờ nô tô. Đấy, tôi bây giờ lên tạm này. Thầy nói con nghe. Đối với thầy 26.000 đô na nó to thật. Nhưng thầy không lấy, đã làm phước là không lấy. Thôi con cứ mang về. Dạy việc, thầy không lấy đâu nhá. Thầy làm như thế là phụ lòng mẹ con ấy. Nhưng mà thôi, thầy không nhận thì để con mang về. Ôi, lại bà đây. Thôi đưa đây. Gớm. Ừ. Thôi, thầy không lấy thì phụ lòng mẹ con với phụ công của con. Thôi gớm, thầy lấy cho mày vui đấy. Chứ bằng này chả ăn thua gì. Gấp 4 cái này coi đưa tao không lấy tao con mày. Thôi ngồi chơi nhá. Ừ, cả nhà ngồi chơi chờ thầy tí. Dạ. Ơ thầy điện cho bà ấy dặn bà mua thêm đồ. Ano. Vâng chị đấy hả? Ừ. Vâng. À, đúng rồi. Vâng. Ê nhỏ. Trong nhà này vô ai cũng bay hết trơn. Không có đi. Nhỏ. Bộ của ông thầy ở đây giỏi lắm hả? Dạ cháu đâu có biết. Nhưng nghe mẹ cháu nói chưa gặp ai giỏi như thầy Phiêu Diêu. Nhờ thầy mà mẹ cháu nói chuyện được với bố cháu bên kia thế giới đấy. Ba mà chết lâu chưa? Chú có thấy siêu không? Là cái gì? Là giấy lao mặt đó. Chứ vậy? Mỗi lần nhắc tới bố cháu là cháu phải khóc thôi mà. Thế chứ đâu? Tao làm gì có? Con thầy có nè, chạy đỡ đi. Đây. Nè, đừng
mày chết lâu chưa? Dạ chết hơn một năm rồi ạ. Chú thấy không, khi răng sữa của cháu rụng xuống thì bố cháu cũng rụng theo luôn. Thôi tội nghiệp quá vậy. Mà thôi được rồi. Này, nghe tao hỏi, tại sao ba mày chết? Oan lắm chú ơi, oan lắm chú ơi. Oan là oan sao? Bố cháu bị bắn chết oan nên mẹ cháu khóc ròng rã suốt mấy tháng trời. Quá. Nè, mà tại sao ba mày bị bắn chết oan? Cướp ngân hàng. Hả? Trời thế, ơi. Thế mới bảo là chết oan. Trời ơi, 4 phát M79 mà thục cả dòng họ mày không chết là hơn đó. Có chuyện mà nói mình ổng chịu không nổi. Thôi dẹp đi mày. Mà sao chú hỏi nhiều thế? Trời, mệt quá. Thôi cháu về đây. Đâu vậy? Cửa vô đây mà. Con xin phép thầy con về nhé. Dạ dạ nó về rồi thầy. Anh có đuổi nó không mà nó về thế? Dạ đâu có đuổi. Tự động nó về mà. Thầy ơi, con nói thầy nghe nha. Hồi nãy con vô là con giỡn chơi thôi chứ, với thầy thôi chứ thiệt ra là con tin thầy lắm. Thầy là một người rất là giỏi. Dạ. Tôi nói thật với anh nha. Dạ. Làm cái nghề này cũng vì căn mạng mà tôi mới làm thôi. Chứ khổ lắm anh ạ. Gớm mà hôm nay thế anh gọi vợ anh về có việc gì? Mà vợ anh như thế nào anh kể tôi nghe rồi tôi giúp cho. Trời ơi, vợ con bị chết đuối. Mấy tháng nay đêm nào nó cũng hiện về, làm con ngủ không có được. Đây này, nếu đã hiện về như thế tất nhiên bà phải có sự oan ức. Thôi bây giờ anh cứ kêu bà ấy về đi. Đôi khi bà còn thiếu nợ ai ở trên trần gian, bà không muốn vướng víu, bà nhờ anh trả hộ thì sao? Vậy thôi khỏi kêu bà về thầy. Anh sao mà chưa gì nghe tiền là anh đã chạy rồi. Đây này, tôi nói cho anh nghe, nghĩa tử là nghĩa tận nhá. Mình phải giả nợ cho người khuất đi ấy, thì người ta mới phù hộ lại cho mình. Tôi nói với anh rồi. Đây này, hôm trước có bà kia, bà đến bà nhờ tôi gọi hồn lên chồng bà về. Gớm, bà thương chồng bà kinh khủng, bà đến lo đến độ này cơ anh ạ. À, bà hỏi anh ơi, thế anh chết rồi anh ở đấy, anh ở đâu mà có sung sướng như là ở với em không? Ông chồng ông cũng nói, ông bảo là anh ở bây giờ là sướng hơn ngày xưa ở với em nhiều. Thế bà mừng lắm, bà nói ôi rồi con lạy rời lạy Phật, đã cho chồng con lên đến được Tây Phương Cực Lạc rồi. Thành thử mới chồng con mới sướng. Ông nói không, ông còn dưới âm phủ cơ. Trời ơi, ở dưới âm phủ mà nói còn sướng hơn ở với vợ hả? Bà này không thua gì vợ con nha thầy. Thôi đây này, ấy chờ tôi tí. Dạ. Thế bây giờ lấy hột cho thầy cái đĩa kia với. Dạ dạ. Rồi để đây, để đây. Bây giờ thầy làm cho anh. Dạ. Bây giờ anh deposit 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đây, 9 cái này là đốt về thiên đình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cái này là đốt về âm phủ. Một cái này là tôi đốt ở đây để gọi hồn vợ anh về. Tổng cộng là 270 đô. Kể cả tiền deposit. Thầy ơi, gọi hồn sao hao dữ vậy? Tôi tính cái này có 10 đồng một tờ thế mày. Đâu có cần đốt nhiều vậy thầy. Anh này buồn cười nhỉ. Thế anh sang Úc anh có xin visa không? Dạ có. Đấy, anh xin visa thì đây tôi cũng xin visa cho vợ anh đấy. Mà gớm, cái này có phải visa thường đâu. Cái này là visa express. Gọi là nó phải về ngay là express, hiểu không? Thành
thử ra mới đưa cái visa này. Mà bây giờ tôi cũng không biết vợ anh là đang trên hay là ở dưới. Thành thử ra tôi cũng vừa gửi lên trên mà tôi vừa gửi xuống dưới. Đụng đâu thì nó về đấy. Không biết chắc chắn là vợ con ở trên không ở dưới đâu. Đôi khi nó ở dưới thì sao? Không có đâu. Tại vì lúc còn sống á, bà giúp biết bao nhiêu người lâm vào bước đường cùng. Thế vợ anh cũng làm từ thiện, thế ngày xưa bà làm gì? Dạ, mở tiệm cầm đồ. Bây giờ tôi nghĩ bà nằm còn dưới hơn cái chữ dưới. Thôi bây giờ bỏ vào đi, rồi tôi thầy làm phép cho. Dạ, con để 300 cho thầy. Có tiền bo nữa hả? Dạ. 30 đấy xem như tiếp nha. Dạ, dạ, dạ. Never gì thơm. Dạ. Đây, bây giờ ghi tên tuổi vợ anh vào đây. Tôi dạ. Thắp nhang rồi tôi làm pháp sự đây. Ghi rõ ràng nhá, tên tuổi nhá. Hôm trước có bà kia, bà đến, bà kêu ông kia, ông đến, ông nhờ gọi hồn bà vợ về. Ông ghi làm sao, tôi đọc hồi bà mẹ vợ ông về luôn. Ghi nó tên gì? Dạ. Dạ, vợ con tên là Vương Ngọc Tị. Ừ, thế ghi tuổi bao nhiêu? Dạ, sinh 1969. Ừ, thế ghi số nhà địa chỉ vào đấy nha. Dạ, con ghi rồi thầy. Ừ, rồi thầy làm pháp sự rồi tôi kêu cho. Dạ. Không ai mà kêu được như tôi đâu. Tôi bảo với anh rồi, tôi mà đã làm thì chắc 100% là bà ấy phải về thôi nhá. Dạ. Con có bỏ vô cái bao này không thầy? Ờ, bỏ vào bao đấy cho thầy đi. Dạ. Mày chỉnh thử xem là nó có chưa ngay thẳng chưa? Dạ ngay lắm rồi. Nó méo méo tí, người dưới âm phủ không về. Dạ vâng. Thế chờ tôi tí. Dạ. Đây anh thắp cây nhang đi. Dạ. Thế rồi tôi đưa cho anh. Gớm, tôi nói anh nghe nè, khối người đến đây nhờ mà phải duyên phải số thì tôi mới gọi. Gớm 300 mà nói nãy giờ tí uống thuốc hết 700 rồi. Giờ con khấn hả thầy? Ừ, khấn đi xong rồi thầy đọc, thầy tuyên sớ cho. Em ơi, sông khôn thác thiên về đây phù hộ cho anh trúng lô tô. Thằng nào cũng thế, chả bao giờ gọi vợ về mà hôn một cái, lúc nào cũng chỉ tiền thôi. Thôi đứng đấy, thành tâm vào. Dạ. Ôi, trời ơi, trời ơi. Chiều chiều ra đứng ngõ sau. Bối cay quá mày. Bối nó cay mắt quá. Quá. Dạ. Tiếp thầy, tiếp thầy. Trông về nghĩa địa ruột đau. Thầy. Ủa thầy bị đau bao tử thầy hay sao? Vô duyên thế. Sao thầy? Ta đang cấn mà. Đây bị kêu nó về mày cũng phải đau đến độ nào nó mới thấy thương tâm nó mới về chứ. Để ta làm. Trông về nghĩa địa mà ruột đau chín chiều. Đọc tí nữa ta đuối luôn. Đây ngồi thành tâm vào, tôi đọc sớ đây. Dạ. Đọc sớ tôi gọi hồn nó mới về, hiểu không? Dạ. Gớm thầy làm này chỉ là đủ tiền nhang khói thôi anh ạ. Thấy nãy giờ thắp bao nhiêu nhang. Đèn chưa thắp tại phí quá. Giờ tôi đọc nhá. Gia chủ Vương Ngọc Tị, trên trên này in thu in nít. Cái gì thầy? Là dịch sang tiếng Anh. Or translator. Bây giờ vợ anh đang ở Mỹ mà. Đã ở Mỹ thì mình phải viết sớ bằng tiếng Anh. Dạ con hiểu rồi. Quốc tịch Mỹ là chết là phải đổi sang tiếng Mỹ. Không cứ gì quốc tịch Mỹ, nắm cái thẻ xanh là phải viết bằng tiếng Anh rồi. Dạ. Gia chủ Vương Ngọc
tỷ chen trên ai in tu in nít nạch kinh bơ xỉ nách. Thầy, vợ con nó phải tên vậy? Đọc sớ đọc đúng cái tên vợ nó mặt nó cứ đần thối à. Đúng tên rồi. Đúng đúng. Vương là gì? Vương là vua. Vua là phải là king không? Ngọc là cái gì? Pơ. Pơ là ngọc cái này. Xì nách là rắn. Rắn là tị đây. Tao thì không sát một chữ nào à? Thế thả lên tao mới đọc king pơ xì nách. Gớm. Nghe đây này. King pơ xì nách hành canh sinh ư kỷ dậu niên lạch gia óp được chiếc cần. Ba tuổi xăm chín xăm chín hành canh tam thập thất tê tơ đi sẽ vần diệu trình quán củ chi Việt Nam bon the củ chi Việt Nam. Mày đâu không có dấu nguy hiểm thầy. Gia số 2358 center lộ. Center lộ lộ là đường đấy hiểu không? San Jose thành phố Cali tiểu bang 95112 Hiệp Trung Quốc Huệ Kỳ Andres to Trify Center San Jose City California 95112 Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ American United of American. Nếu mày thông cảm ta mới qua có mấy năm đọc không rồi. Die in the water. Nó chết biển, nó chết ở đâu? Hồ. Die in the water of the lake. Please give my dear come back to me and tell me something happened. Why you die? And tell me where are you now? I tell your husband hot sack để mà chôn. Có lẽ quá vậy thầy. Cái lại mày. Sao nó lẫn lộn tùm lum vậy thầy? Tiền chưa. Tao không biết cái chữ hốt xác là gì, tao đọc mẹ nó tiếng Việt. Đọc cái này xong tao đuối luôn. Tao đuối còn hơn con vợ mày lúc chết. Gọi để đây. Tao ngồi tao kêu nó về. Dẹp dẹp mấy cái này cho thầy ngồi xem nó nói gì. Thầy. Rồi nó nói rồi. Nó nói gì thầy? Nó nói mình thầy nghe thôi, mày không cần nghe. Giờ tao mới giải thích chứ, nhiều khi tao giải thích đúng tiền tiếp nó có tí. Chứ để nó nói thẳng với mày làm gì có tiền tiếp. Ôi sao nó thầy? Nói rồi. Đây này. Nó nói là nó nhớ mày lắm. Trời ơi, mà gớm sao mày cúng gì mà mày cúng lắm thế?
Nó mới chết một tháng mà nó lên 20 pound rồi. Ngày nào mà em cúng vịt quay heo quay cho nó hả? Monetezon. Nó không cần phải thế. Rồi câu thứ hai, nó nói là con lấy vợ thì lấy vợ ở Mỹ, không được về Việt Nam lấy vợ nhí. Thì kỳ vậy thầy? Cũng muốn lấy ai lấy chứ. Ai biết nó nói mà. Tao chen chỉ này thôi. I don't know what her mean. Con không cần biết cái chuyện đó. Cái điều quan trọng là con cần biết xác nó đang ở đâu để con đem về funeral home. Xác thì không cần phải hỏi. Tao không nghe nó nói gì về vấn đề xác. Nhưng xác không cần phải hỏi. Thầy gieo một quẻ thì thầy biết nó ở đâu. Việc gì mày phải khổ thế? Nãy giờ mày hỏi xác mày đâu tốn mẹ nó 300. Không, chỉ có hỏi đây này. Tao gieo quẻ là tao biết. Thiên linh linh địa linh linh. Cái vườn cái thầy. Josh. Vợ anh chết đuối phải không? Dạ đúng. Gớm quẻ linh thế, tôi gieo một phát một nó lên bốn chữ đa thủy tắc trầm, chắc chắn vợ anh chết phải nằm dưới nước. Chứ túi không lẽ nằm trên bờ? Trên bờ thế mới bảo quẻ linh. Chết đuối mà nằm trên bờ thì hư mẹ cái quẻ rồi. Thầy đại chờ con chút, con có điện thoại. Ừ, cứ việc tự nhiên. Alo. À, Đức đây. À, sao? Thế hả? Ở đâu? Sacramento hả? Có chắc không? Đúng rồi, vợ tôi đi câu rồi bị mất tích đó. Có thiệt không? Thiệt hả? Thôi được rồi, tôi tới liền nha, bye. Tìm thấy xác rồi phải không? Thấy chưa, khỏe linh không gớm thế mà không ai không tin tôi rồi là không được rồi, thấy không? Đúng, tôi bảo đúng là phải đúng thôi. Tìm thấy xác mẹ gì? Hả? Nó bỏ tôi đi sống với thằng bạn thân ở Sacramento rồi. Còn sống nhăn mà đi gọi hồn. Nhưng mà anh phải phải thông biết là bây giờ anh tìm vợ anh là được rồi. Gì? Tôi á là muốn tìm biết xác ở đâu hả? Mới nhờ ông tới gọi hồn về để mà còn biết chỗ nào để báo cảnh sát. Cứ ổ tầm bậy tầm bạ không à. Thế anh muốn vợ anh chết lắm à? Gớm anh. Chứ còn gì nữa? Làm mừng hụt mấy tháng nay à? Mất mẹ nó tiền bảo hiểm nhân thọ rồi. Dẹp nghề đi cha. Bực mình. Sao tự dưng bảo ta dẹp nghề? Bây giờ ta dẹp nghề ta lấy gì ta sống đây? Hả? Mày là cái gì mày bảo ta dẹp nghề? Sợ xin lỗi mày. Ít nhất cũng lừa mày được 300. Đúng. Lấy mẹ luôn 300. Trời ơi, sao hôm nay tổ chát thế hả? Trời ơi, mà thảo nào cái này nó có điểm, nó cứ chạy lên chạy xuống mãi đi. Gấm gọi hồn người nào không gọi, gọi ngay đúng hồn người còn sống. Tèo ơi, mang cho bố cốc nước. Mệt bở cả hơi tai. Mày ở trong nhà mày cứ chạy mãi cái này, hôm mày đâm đầu vào trong tường mày chết nha. Làm ăn đã không được rồi không có tiền đâu mà lo cho mày. Đưa nước đây. Thằng này nó cứ xem cartoon mãi, bây giờ mày cứ như cartoon ấy. Sửa tướng lại. Mày ngồi xuống đây không? Tán một phát là chết bây giờ. Này bảo đây. Bố. Gì? Ông ấy đang nhờ bố gọi hồn. Sao ông ấy bỏ đi vậy bố? Xui khỏe. Hôm nay bố mày gọi ngay hồn người còn sống. Nó về rồi, may mà nó không tán cho bố mày không còn cái răng nào, chứ đừng nói mày còn được vài cái. Lâu lâu xui một lần mà. Đừng có lo. Sao đông qua gì? Ông tát cho mày không còn một cái răng sữa nào, bây giờ mày còn nhái tao mày đông qua gì à? Bố mày không biết cái này thì bố mày đọc đông qua gì kệ tao. Con người có số đấy. Số cái gì? Sắp chết tới nơi rồi, số gì? Giày dép còn có số cơ mà. Ai chả biết giày dép có số. Đây này nhé. Cũng là đôi giày số 47. Mà loạn vào chân của bố đó thì toàn đi cắt cỏ thôi.
mà loạn vào chân tài tử điển ảnh Tom Cruise thì toàn đi chân thảm đó. Thấy chứ, việc gì phải lo. Ừ, vậy thằng này nó bé bé mà sao nó thông minh vậy? Thông minh à, đúng rồi, nhưng mà bây giờ bố nói con nghe, gớm lúc nãy gặp cái thằng nó hiền, chứ nếu hôm khác gặp tình trạng này mà gặp thằng nào nó dữ dữ nhá, nó báo cảnh sát thì túm hết hai bố con mình vào trong treo, lúc đây là chết. Và bây giờ nếu mà làm thế này thì tiền đâu nữa mà sống hả con? Bố yên tâm đi, luật sư này, bác sĩ này còn có khi bị rút bằng hành nghề vì làm bậy. Bố làm bậy đâu có sao, cái nghề gọi hồn này thì làm gì có bằng để mà rút. Con của tôi, không nhẽ tao gọi mày thần đồng? Thôi hạ xuống hai bậc còn chỉ thôi con nhé, bố sợ mày lên mặt lắm. Nhưng mà con thông minh quá, con thông minh lắm, con có biết không? Trời ơi, cha nào con ấy. Bố, bố. Gì? Cho con hỏi. Cứ tự nhiên. Bố có gọi được hôn người chết thật không bố? Mày nhìn cái mặt tao có như chết xi măng không? Nó đơ rồi đấy. Gớm sao tao mới khen mày thông minh, sao bây giờ mày ngu đột xuất hả? Bố mày đã gọi được hồn người chết thì tao đã gọi hồn mẹ mày về tao mắng cho một trận rồi. Đi vào dọn cơm ăn. Xa dần, sao ngoài kia chưa có mưa? Đổ tài đồng ý ơi! Go! Hey! Nắng ấm xa dần rồi, nắng ấm xa dần, sao ngoài kia chưa có tuyết rơi? Chưa có tuyết rơi mà lòng tôi thấy buồn tan nát, bởi vì tôi chưa có tiền mua áo ấm mặc mùa hè. Gì vậy? Hát gì tào lao vậy? Gì tào lao? Đi mùa hè bằng áo ấm. Tôi đang tập hát để cho chuẩn bị một cái chương trình văn nghệ của viện dưỡng lão mình. À, tổ chức một cái ngày gia đình, hiểu chưa? Cái gì? Tổ chức một cái chương trình ngày gia đình trong viện dưỡng lão. Chà, viện lão chơi ác quá ha. Cái nơi mà không ai có gia đình là tổ chức ngày gia đình. Bởi vì vậy mới tổ chức cho nó có. À, tập thôi mà ăn mặc là tóc tai đẹp vậy đó hả? Trời ơi, phải chuẩn bị đầy đủ chứ. Ai làm tóc mà như chó táp vậy? Nè, không được xúc phạm nha. Tôi làm sao là làm? Người ta hát thì người ta hát cái nhạc nó trẻ trẻ, nó nhẹ nhàng. Già rồi hát bằng cái nhạc cà giật. Mấy cái nhạc giật là để mấy đứa trẻ như Phi Nhung nó hát. Thấy không? Cái gì? Mấy cái nhạc mà bay nhảy để Phi Nhung nó hát. Xin lỗi nha, Phi Nhung là đứng yên một chỗ và hát bài cò bay. Bay nhảy cái gì? Có bay cho nó được rồi. Nó cười quá. Hát cái nhạc cà giật, người ta nhìn vô người ta cười. Già mình hát cái nhạc sao cho nó nhẹ nhàng, nó êm ái. Hiểu không? Nó phù hợp với tuổi. Nè, mình già mình phải hát cho thấy người mình nó trẻ lên. Ha? Còn ông á, già mà ông hát ba cái nhạc buồn á, từ từ ông già ông chết, hiểu chưa? Xin lỗi nha, cỡ tôi hát nha. Tôi hát cái bài này bây giờ ông đờn tôi hát một bài mà cỡ như Quỳnh nghe là bỏ bài đó luôn. Rồi, hát đi. Có đạo cụ đâu mà vô. Đường vào tim em ôi băng giá. Trời mưa đắng, mây bóng hay đi quê. Vẫn mưa rơi trên đường thì thầm. Trời mưa sao không có nắng.
thấy ghê không? Hát là hát như vậy, hát như vậy. Ông tàu lao ông ơi, ông hát của tàu lao ông tôi à. Trời mưa sao không có nắng? Thì bởi hỏi trong tình yêu mình hỏi nhiều câu cắt cớ gọi là tình yêu. Nè nè, ông không có năng, không có khả năng hát thì đừng có bài đặt hát, thấy chưa? Tại bây giờ già rồi, cái giọng nó bị bẹt, bị tè. Sao? Giống như quýnh pizza mà nó tè cơ vậy đó. Chứ hồi xưa có giọng ghê lắm. Sao? Trời ơi, hồi xưa tôi hát, tôi đi thi mà, dễ nhất mà. Thi dễ gì? Cái cuộc thi gì, Vi gì đó. Gì? Vi gì đó. Vi Star hả? Vi Star dễ nhất. Đừng có tào lao. Tôi không bao giờ thấy mặt ông trên cái đó hết. Trên cái gì? Vita tôi dễ nhất. Vita là chương trình Thúy Nga, Paris by Night ta tổ chức. Tôi đâu bao giờ thấy ông đâu. Thôi, không thấy mặt ông. Ngay từ vòng loại. Vita Paris by Night gì? Paris by Night. Ông, Vita của tôi là Vũng Tàu á. Tôi thấy ở Vũng Tàu. Chương trình là tiếng hát ác tiếng sống. Ừ. Tôi ngồi ngay trên cái mỏm đá ngay gần nhà ở ngồi nè. Sống ập ập tôi vẫn hát. Biển sông đừng chỗ tôi. Thàm. Rớt dưới luôn. Bữa đó biển động nó quạt rớt dưới luôn. Xong kinh nghiệm không? Cái gì cũng phải có cái khôn lên từ từ. Xong á tôi thấy là biển động mà thấy thua rồi. À. Ngồi dưới đó là nó dập là banh sát. Ừ. Lên trên núi liền. À, rồi sao? Lên trên núi tôi nhìn xuống dưới. Đó, thấy biển trôi rồi tôi hát. Ô, rừng núi của ta. Thàm, rớt xuống chân núi luôn. Sao vậy? Bị mấy cha bắn chim cho đạp xuống. Xong bắt đạp không? Hát quá chim bãi chân chạy bắn không được. Mấy cha đạp xuống. Tào lao quá. Đó, từ đó là bị chấn thương là hết hát tới giờ luôn á. Ủa? Bị chấn thương đây hả? Cổ hả? Hả? À, chấn thương cổ gì? Nè, sao không chỉ đây? Không, té bị bông gân thôi, ở đây ngứa gãi. Đang ngứa. Vô duyên quá. Cái kể chuyện có thiệt là tôi kể chứ vô duyên vậy. Đó, nè, tôi thấy ba vụ hát này đó, ngoài tôi ra đó, trong những dưỡng lão này, còn tôi thấy cái bà Liễu là bà hát hay rồi. Ê, ngồi xuống, ngồi xuống. Hả? Ngồi xuống sao? Sao mấy hổng đài không thấy bà Liễu ta? Tôi cũng đang thắc mắc á. Không chừng bà bệnh mới nằm đâu á. Tại vì trong diễn lão này đi ra đi vô là thấy hết á. Hổng đài không thấy bà Liễu. Bị bà mấy cái môn hát bà mê lắm. Ông nhắc bệnh tôi mới đi. Ờ. Hổng đài cái da bà xanh xao lắm. Tôi nghĩ chắc bà uống trà xanh á. Rồi bà lấy cái xác trà bà ướp mặt bà hay sao á. Hả? Lấy trà xanh á rồi lấy cái xác á ướp. Chắc bà bị bệnh hay gì đó, chứ trà xanh nào mà uống xanh da cha. Bị bệnh á, tôi nghĩ bà bị bệnh hay cái gì đó. Mà sao ngó bà vậy, bà yếu quá. Không phải đâu, không biết nữa, cái nhiều khi không biết nữa. Trời có gì hả? Trong tâm tư chắc sắp chết rồi. Ờ, chắc vậy. Dám trù tôi hả? Em như cô trong dân. Thôi lên đi bà. Người ta là 15, 16 tuổi người ta hát bài Gái Xuân. Bà năm nay sắp xuống lỗ mà Xuân gì nữa. Tôi đâu có khoe cái còn Xuân của tôi. Tôi khoe cái khác mà. Ôi hát cô gái còn Xuân. Tôi là cái quan trọng của tôi là tôi khoe là trong trắng thân chưa lắm bụi trần à. Quan trọng là khoe cái đó chứ đâu có khoe cái Xuân làm gì. Trong trắng hả? À. Bà già sắp chết là trong trắng hả? Ủa, bộ sắp chết không trong trắng được à? Bà ơi, nhìn bà thấy gốm hả? Ôi Liễu à? Bà, thôi ông đừng nói chị mất công. Mấy cái người hoàn cảnh như vậy người ta ganh tị. Tôi nói thiệt chưa có ai mà dồn hết tất cả những cái nét đẹp của tất cả nhiều người mà dồn vô cho một người như tôi đâu. Sao? Đây nè, đầu tóc Thái Thanh. Khúc này là của Ý Lan. Đôi giày Nguyễn Hồng Nhung. Khúc này là của Hoài Linh. Đó. Khúc còn lại là của tôi. Của Hoài Linh đó. Ba này ba tự tin quá. Dạ. Không nên nết mà lá chùm. À. Ủa? Làm gì? Ganh tị hả? Có cửa ganh tị với chị hả cưng? Nè. Làm gì ganh tị? Già nhìn lại. Ở trong diễn lão mà làm như là ở bên Australia đeo vàng ngập mặt, học sàng, học xoài được.
ganh tị. Ừ. Gia đình tôi có điều kiện. Điều kiện con gì? Tôi nó nói má ơi, má vô viện dưỡng lão, má ở má buồn quá. Bây giờ nhà mình có tiền nhiều, không biết làm gì, con mua mớ hột xoàn vô cho má bắn chim chơi. Trời ơi. Dạ rồi đâu có bắn đâu. Thôi để đeo cho nó vui vậy mà. Thôi 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 nè, có tiền là để dành chữa bệnh đi. Cái mặt vậy xuống sắc lắm rồi đó. Tôi xuống cũng kệ tôi. Tôi vô đây ở nghe, xin lỗi đi. Gia đình tôi không phải là để đưa tôi vô đây ở đâu. Đưa tôi vô đây ở để làm gì? Tôi thích vô đây ở là để tôi giúp đỡ mấy người như mấy ông vậy đó. Làm từ thiện thôi. Xin lỗi không cần, đây không cần. Nghe, nhà mình được cái là cái gì cũng không có mà ngoại trừ tiền. Nghe. Tiền rất nhiều, con nó mua ba cái nhà bên Phú Mỹ Hưng. Nó nói ba không mấy, 246, 357, ba chia ra ba ở chủ nhật, bạc ti nhà cuối cùng. Nói thôi, ba già rồi, đi tới đi lui mệt. Không, ba vô ba ở đi, không con chết, con chết. Tôi nói không, tao vô viện dưỡng lão, tôi ở cây cảnh hữu tình, cho vui. Trời trời. Tính ra như anh là được đó. Mình lớn tuổi rồi, dọn nhà dọn tới dọn lui chi, dọn đúng. Vô Phú Mỹ Hưng mà 3-4 căn chi, đi sao nổi, chờ dọn một căn một vô Bình Hưng Hòa yên tĩnh. Ủa có cái khu mới hả? Ừ. Khu nào hả? Nghĩa Địa. Cha này vô duyên à, vô duyên. Bán lựu đạn hả? Nổ á, không có cái ông nào mà nhà 2-3 căn bên Phú Mỹ Hưng mà vô đây ở cái phòng nhỏ xíu chứ. Không có bà nào mà con bán hộp xoàn mà vô đây ở hết trơn. Ủa thích vô được không? Nói có điều kiện lý do nha, xin lỗi nha, cuộc đời mình vẫn còn tươi đẹp. Mình vô đây là chi? Để mình gọi là giống như mình đi gọi là ô, nhìn mấy đứa nhỏ, ô trời tội nghiệp mấy đứa nhỏ. Ô. Xin lỗi ông à, tôi không có cần gì hết. Cuộc đời tôi buồn thì lấy đờn ta hát thôi. Ô mê đi, mê đi, ô mê đi, mê đi đời ta. Hay quá, có mấy bài hát sáng tối qua ngày hôm sau vòng lại y chang mấy bài cũ. Kệ tôi à. Trời ơi trời, xin lỗi, cuộc sống của mình á, còn sống được ngày nào là mình gọi là tận hưởng. Thấy không? Tận hưởng gì? Được cái không có đẹp trai mà có duyên. Thấy không? Ai nói tôi, ê sao ông này nói chuyện có duyên giống Nguyễn Ngọc Ngạn. Này, thấy không? Nè, nè. Gì? Hot girl. Gọi miết thôi, gọi mà hãng điện thoại nói, ơ, kêu bạn gái đừng gọi nữa, nhiều tiền quá thanh toán không nổi đâu. Alo, heo con hả? Trời ơi. Trời ơi đó, nó đâu có quen người được, nó chơi tới heo rồi đó. Heo con hả? Ờ, anh thỏ trắng đây. Không. Ừ. Thỏ mà lấy heo đẻ ra con chồn hả? Chắc vậy quá. Alo. Ừ, thỏ trắng, anh sao? Hả? À, gì? Cái gì? Mệt quá hả? Ừ. Sao? Sao? Ừ, gì? À, ông... Làm cái môi lên kìa, rớt cái môi rồi. Ờ, à, ông sao đâu? Thở đi. Hả? Viết thư tay gửi bảo vệ hả? Ra lấy hả? Ông cái hả? Ừ. Thôi bữa sau đừng bắt hung nữa nha. Bữa hung cái ướt điện thoại, tay màn hình 2.5 triệu. Cấp máy over. Hay không? Cái cuộc đời khi mà có một người phụ nữ mà mình yêu thương là 60 tuổi mà làm như bố máy đó, nó sung, thấy không? Thấy không? Đó, bây giờ mình ra nè, mình lấy cái thư gọi là thư tay, bỏ vào bảo vệ, mình vô mình đọc cho mấy đứa nghe nha. Không? Cuộc sống khi mà nó có cái nó gọi là cái tình yêu đó thì nó vui lắm. À. Ừ. À, đi ra ngoài lấy cám cho heo ăn đi nha. Đây. Hai ông bà này cũng nghi có tình ái gì nè nha. Tình ái gì vô duyên. Cuộc đời tôi là không hợp với người như vậy nha. Chứ đâu ai hợp với ông. Bà. Gì? Có khi nào ông nói thiệt không? Ôi, cha này cha nổ mà hơi đâu mà nghe, mệt. Không, tôi thấy thằng cha cũng lùng lùng chứ chả có duyên bà. Duyên, duyên chứ đâu có con nào mà nó khùng mà nó mê cái duyên mà nó còn trẻ mà đi mê cái thằng cha mà người không ra người, heo không ra heo. Thank you.
bà đợt đợt làm nhiêu mà chết mẹ. Là gì mà không quéo dữ vậy ông? Sướng nó. Sướng quá mà nó quéo người, tưởng đâu kiến nó vô ngã ba. Cái điều này chắc vô trong cho heo ăn cái gì. Hãy nghe những lời ngôn tình của những người đang yêu nhau. Thỏ trắng cha nhớ, mới gặp hôm qua mà cha nhớ. Không có anh, em không thể sống trên trái đất này được nữa. Dạ hai đứa chết chung đi cho vui. Bà vô duyên vậy bà. Thôi để ông đọc đi. Em chỉ chờ có một ngày đôi ta sum vầy, cùng sống, cùng thở, cùng ăn, cùng uống và thức dậy mỗi buổi sáng. Rồi, vậy là hiểu rồi. Trời ơi, tôi tưởng nó quen với heo con, ai ngờ cũng quen heo nái. Heo nái gì? Đây, đang chờ cái ngày mà hai ta sum vầy là cũng sắp sửa vô viện dưỡng lão rồi. Heo con là cái nickname thôi. Đọc cuối thư biết bạn gái tôi là trẻ hay già. Anh ơi, ai nói gì kệ họ, miễn sao mình sống hạnh phúc suốt đời là được. Tuổi tác không quan trọng, hôn anh tóc tiên. Cái gì? Cái gì? Ông quen tóc tiên luôn hả? Tóc tiên, bạn gái, bạn gái. Trời ơi, ông may mắn gì? Vậy? Tóc tiên mà tóc ngắn ngắn hát trong Mary Bà Nai hả? Bà tóc tiên bên ai nào? Cô ngắn ngắn đẹp đẹp hát ở trong Mary Bà Nai đó. Không có, tôi quen bà Tiên làm tóc ở chợ Thủ Đức á. Bà cha vô duyên thiệt. Bà làm tóc chợ Thủ Đức, bà tên Tiên, người ta kêu em tóc Tiên, Tiên làm tóc á. Tôi nói rồi mà cứ cãi tôi, ông cứ cãi tôi. Dễ gì. Thôi kệ, dù sao cũng có tình yêu gọi là cái letter gửi qua gửi lại. Cũng có sáng rảnh, chiều rảnh, tối rảnh mở ra đọc, tới đọc lui cũng vui. Còn hơn những người mà không có, sắp chết già, chết mòn đó, trên ghế đá. Ôi trời. Alo. À, tôi Trần Liêm Sĩ đây. Xe cấp cứu gọi hả? Cái gì? Thế hả? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi. Cái gì vậy? Đừng có xúc động quá. Ai chết? Ai chết ông nội? Tôi vui quá mà. Cái gì vui? Tôi nói nghe, tôi hát là tôi thu điện thoại. Cái gì? Tôi hát xong tôi thu vô điện thoại, tôi gửi qua bển. Người ta thích quá thì người ta gọi tôi qua bển. Làm ca sĩ hả? Ừ. Bển nào? À, bển đi bển này. Thúy Nga, Thúy Nga. Lên hương rồi. Lên hương rồi. Vui. Ôi, 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 qua xa. Trời ơi, cuộc đời lên hương rồi. Nói chung là hai mình là ăn ở có đức, cho nên trời cho. Cái dòng mà thất đức là phù mỡ. Đúng rồi, đúng rồi. Hai ông là lên hương hết á. Mà mỗi lần người ta lên hương là bắt đầu cái hương qua thỉnh, hương qua đắng, trà trăm nhị tuần á. Bà là vô duyên. Tôi nói ông nghe nè, tôi nói thiệt á. Cái dòng mà ở ác đó, càng ngày càng ác đó, thì suốt đời cô đơn trong hiu quạnh. Còn tôi với ông thấy không, sống thoải mái, thương người, cho nên trời cho tôi tình yêu, trời cho ông sự nghiệp lúc xế chiều. Đúng không? Ủa mà sao biết, sao biết? Bảo vệ kêu báo ra, ra lấy thơ. À thơ, thơ bên Mỹ à? Ờ, ừ, tôi thấy nha. Ê, khoan, khoan, khoan. Nè, lấy thơ mà rảnh rảnh, ghé phòng y tế. Để làm gì? Lấy cục bông gòn. Gì vậy? Cho chậm máu cho bên kia sắp ói máu. Rồi tôi chốt nha. Chị mà đi cạnh tranh với mấy cưng hả, còn lâu. Chị quẩn là chị ngồi chị đếm hột sàn. Đây ba ca nè, 6 ca đây, 6 hột đây, tổng cộng là 18 ca, hai bên 36 ca. Ở đây không còn tính ca nữa mà tính xô, tính lon rồi. Thôi bà ơi, đeo mấy cái hộp tầm bậy tầm bạ, không có ai học xoàn mà đeo phơi bài giữa thiên hạ cho chúng giật hả? Ủa, bởi vậy mới vô viện dưỡng lão mới đeo, ra ngoài đâu có dám đeo, sợ nó giật. Ôi, nói không có căn cứ, không có cơ sở. Sao không có cơ sở, đi thử chưa, mua máy về thử đi cưng. Thôi thôi, nhìn cái mặt là biết khả tài sắp chết rồi, hôm nay xanh lè xanh lét rồi. Đừng có chù ẻo tôi nha. Thấy cái mặt, đó thấy chưa, dấu hiệu của những người sắp chết là ho. Có thơ, có thơ. Đọc nghe chơi, đọc nghe chơi. Bên nghe. Mỹ, bên Mỹ, chắc tiếng Anh không hả? Không. Đây, nghe nè.
Kính chào ông Trần Liêm Sĩ. Thấy nước ngoài ta lịch sự không? Bên Mỹ mà, cái gì? Kính chào ra ngoài. Chào chưa đó. Chúng tôi đã liên hệ với ông rất nhiều lần nhưng không được. Sau này nếu không được, chúng tôi sẽ trực tiếp đến nơi. Chúng tôi rất thích tài năng của ông và hy vọng ông sẽ hợp tác. Kính chào ông Trần Liêm Sĩ. Ký tên Barito. Ồ, ghê không, ghê không? Lên hương, lên hương, lên hương. Chỉ có những người mà sống có đức mới vậy thôi. Vui quá, xa là vui. Sài trai ai mời người gái, ai nấy cũng thiệt vui. Nè, 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 vừa vừa phải phải ta nghe. Ô, trời ơi, mấy người mà. Trời ơi, đừng có nói quen với tụi tiên đồ ấy, gửi thơ với tay, thơ tay. Tình yêu. Nó mệt quá ông ơi. Tình yêu bà làm gì có. Trời ơi, nói có hay không? Đây, 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 thưa tụi chị vậy. Loài chành té bứa đây ha. Gì vậy? Dở qua dở lại trắng nõn không có chữ nào ha. Cái gì vậy? Bị đặt ngôn tình hả? Yeah. Nè có chữ nào đâu. Ông, coi đi ông. Cái đó là người ta gửi trên Facebook mà không in cái mực nó hết pin. Mực nó hết pin gì đó, hết pin hết mực gì đó. In ra không có được. Nè, tại sao ba ngựa chung phòng mà ông lừa dối vậy? Ê, 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 bậy. Anh, tiếng Việt mình nó rõ ràng lắm. Ở chung viện dưỡng lão chứ không có ở chung phòng. Xin lỗi cưng. Thân chưa dướng bụi trần. Hay gốm á, thân chưa dướng bụi trần, hay gốm á. Nè, tại sao ông ở chung phòng của tôi mà ông lừa tôi vậy? Hả? Tôi nói thiệt với ông, tôi không hiểu tôi chơi với người lừa dối. Làm gì dữ vậy? Chắc ông không lừa. Xin chào ông Trần Liêm Sĩ. Chúng tôi đã liên hệ với ông rất nhiều lần nhưng không được. Sau lần này nếu không được, chúng tôi sẽ trực tiếp đến tận nơi để đòi nợ. Chúng tôi rất mong ông trả tiền cái đờn guitar thùng mà ông đã mua 2 năm trước. Và hy vọng ông còn chút liêm sĩ mà trả nợ. Ký tên Mã Thị Tố. Vậy mà đọc chữ Marito ngon lành ha. Trời ơi, cái da mặt dày hơn cái da trống nữa ha. Trời đất ơi, bịa nguyên câu chuyện ở bên ở máy di khờ gửi về. Thôi thôi, đây, đừng nói gì hết. Bây giờ hai người im lặng là vừa. Để cho chị ra ngoài, chị điếm hột sàn ha. Ở đây các em cứ quăng lựu đạn đi. Trời ơi, quẩn ăn ở không quá. Bà hay quá ha, bà hay quá ha. Không hay sao bán vé. Bà hay quá ha. Ôi giờ sao, có ảnh hưởng gì không? Nhìn gì? Nổ hơn lựu đạn. Lỗi rồi, ông mới nổ hơn tôi. Thơ tôi còn có chữ, còn thơ ông trắng quá. Thà không có chữ mình bịa ra cho dễ thương, còn có chữ mà từ cái khúc người ta chửi người ta đòi nợ mình là như bên kia mời. Ai điện thoại kìa? Không phải điện thoại tôi. Đây nè. Bảo quên nè, nghe đi. Nhanh. Ê, nghe gì có sao không? Nghe đại đi. Ông nào kiếm bả đó. Nghe đi, bắt cho biết coi, bắt cho biết coi. Con không anh? Con yêu. Con yêu hả? Ủa, tôi quen con heo, bả quen con yêu hả? Bấm cho biết cơ. Alo má hả? Má à, con nói má nghe nè. Mai mốt á, má ở trong bệnh dưỡng lão luôn đi. Rồi má cần cái gì á, rồi con mua cho má, con gửi tiền vô cho má xài. Chứ má đừng có về thăm cháu, lỡ má gây bệnh cho nó sao. Ông nói với má ông á, ở trong chổng cho yên đi. Mai mốt chết tôi làm đám ma thiệt lớn. Thôi mà em, để anh nói chuyện với má. Thôi cái gì mà thôi, về lây bệnh cho con tôi rồi sao. Thôi mà, được rồi. Để nghe sao tắt chi vậy? Hết pin rồi. Bà quên cái vỏ. Bà xào mình hả, đúng không, đúng không? Chứ làm gì có, còn bà chửi bà như thú hả? Bởi gì? Ờ đi ngang. Cảm ơn. À, cảm ơn giữ cái vỏ giùm hột sàn không à. Nặng quá. Ờ quên. Để điện thoại cho con. Nó tính gửi hột sàn vô nữa mà cản. Con tôi nó cưng tôi lắm. Cứ tiếng hồ phải gọi một lần, tiếng hồ phải gọi một lần vậy đó. Alo. À con hả con? Má nè. Thôi má mệt dữ lắm rồi, má không còn sức để đếm hột sàn nữa đâu con ơi. Con gửi thúng vô cho má đông đi.
Ờ thôi còn tiền mới cất đi hả, để im nói chuyện với con. Ờ thôi chừng nào công chuyện trong này bận lắm, má đang giúp đỡ mấy ông trong này nè. Bà Liễu, khi nào má rảnh mới cái gì vậy mà, khi nào má rảnh mới gì à? À bà Liễu, nhà cứ cho mướn hết đi, má Liễu không có ở. Liễu à, cái dây điện thoại hết pin mà gọi gì, hết pin thì kệ nó chứ mắc mớ. Nhìn gì? Hồi nãy nó gọi vô. Con bà nó gọi tôi nghe rồi. Trời ơi, nó thương bà lắm. Nó nói là trời má ơi, cho má vô đó chi ở nhà với con. Vợ con thương má lắm. Rồi cháu nhớ má lắm. Tội mấy con mà chỉ thương quá bà. Nó chỉ thương thiệt mà. Công nhận con bà lễ phép lắm. Nói chuyện có đầu có đuôi hết. Ồ. Cảm ơn mấy ông. Cũng biết an ủi tôi quá ha. Hai anh chị đi, mình bỏ qua chuyện cũ đi, mình phải vui lên, đúng không? Bây giờ buồn ngọc cái gì, mình phải hát, mình phải cười. Hả? À, kỳ còn nhiêu ngày sống ở đâu buồn làm vậy? Già sắp chết rồi vui, được ngày nào vui. Ông nhớ đó nghe. Nhớ, chồng nhớ. Từ nay không có gây chuyện với tôi nữa nghe. À, bà có chết tôi cũng gây như thường. Thôi. À, vô duyên rồi gây chứ sao? Bà ơi, nói rồi đã gây rồi. Bây giờ gây chứ sao? Thôi. Nhìn mặt không ưa. Ôi, cho mắc mơ gì ưa, ai ưa ông? Mắc mơ gì tôi ưa bà? Thôi tôi can đi. Can tôi cũng không ưa ông luôn. Cái gì vậy? Ông ra. Không ai tôi ưa vậy đó. Ra ngoài chơi với dế đi, ở đây không có người đâu. Thì nói chung là còn sống ngày nào vui ngày đó. Mình phải vui đi. Vui. Ra. Vui mấy. Lên đi em ơi. À, hãy. Vui sâu những dòng lệ rơi. Hát đi bà, hát đi bà. Hãy ngước mặt nhìn đời. Vì đổi thay ta mang tiếng người. Ta không thèm làm người. Ta làm chim trên rừng hoang vắng. Ta không thèm làm người. Ta làm máy bay khắp phương trời. Hey! Cười lên đi em ơi. Cười tươi giống như dòng lệ rơi.
Hãy ngước mặt nhìn đời, nhìn đời đi bà cô. Nhìn đôi thay ta vàng tím. Ta không cần cuộc đời toàn những chê bai và ganh ghét. Ta không cần cuộc đời, ta đã tìm bay khắp phương trời. Bà Liễu, má à, con biết là má thương con, thương cháu, nhưng mà má bà hết nợ với Trần Giang rồi ông ơi. Con không có vui má ơi. Thôi má lỡ thương con rồi, má thương cho cháu nha má. Bà đi thanh thản nha Liễu. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp sông chơi. Hạt bụi nào hóa